Cuốn 26 chương 38 giải thích về 8 pháp không chung. 18 pháp không chung là: 1. Các Đức Phật thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Niệm không lỗi. 4. Không có dị tưởng. 5. Không có tâm bất định. 6. Không có điều không biết đã bỏ. 7. Dục không giảm. 8. Tinh tấn không giảm. 9. Niệm không giảm. 10. Tuệ không giảm. 11. Giải thoát không giảm. 12. Giải thoát tri kiến không giảm. 13. Tất cả thân nghiệp hành theo trí tuệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp hành theo trí tuệ. 15. Tất cả ý nghiệp hành theo trí tuệ. 16. Trí tuệ biết đời quá khứ vô ngại. 17. Trí tuệ biết đời vị lai vô ngại. 18. Trí tuệ biết đời hiện tại vô ngại. Hỏi: 36 pháp, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp không chung đều là Phật pháp. Sao chỉ có 18 pháp là không chung, chỉ riêng Phật có? Đáp: Trong 18 pháp trước, hàng thành phần Bích Chi Phật có phần. Trong 18 pháp sau này, hàng thành phần Bích Chi Phật vô phần. Như Xá Lợi Phất hay phân biệt các pháp, diễn nói một câu thông suốt không ngại. Phật khen rằng khéo thông pháp tánh, còn A Nê Lô Đậu thì mắt trời bậc nhất. Các thanh văn đều có phần như vậy. Đối với bốn việc không sợ có phần là: như Phật nói trong hàng đệ tử, người có thể giống tiếng giống sư tử thì tân đầu lô phả la đọa thệ là bậc nhất. Xá Lợi Phất cũng tự thể rằng: ta trong 7 ngày 7 đêm có thể diễn nói một nghĩa khiến cho không cùng tận bốn phần biệt tuệ. Các A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, A Nan, Ca Chiên Diên cũng biết được nghĩa, tên gọi, ngữ ngôn và vui nói. Do vậy 18 pháp trước chẳng gọi là không chung. Hỏi: sao Phật có thân lỗi không có miệng lỗi? Sao Phật không có thân lỗi không có miệng lỗi? Đáp: trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Phật chỉ giới thanh tịnh nên thân nghiệp khẩu nghiệp không lỗi. Còn các A La Hán như Xá Lợi Phất chỉ giới không lâu, cực nhiều là 60 kiếp cho nên có lỗi. Phật trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nhóm các giới thanh tịnh được thành tựu, thường hành thiền định rất sâu, được tất cả trí tuệ vi diệu, khéo tu tầm đại bi cho nên không lỗi. Lại nữa, Phật nhổ hết các nhân duyên gốc tội cho nên không lỗi. Nhân duyên gốc tội có 4: 1. Nhân duyên tham dục. 2. Nhân duyên sân nhuế. 3. Nhân duyên sợ hãi. 4. Nhân duyên ngu si. Nhân duyên và tập khí gốc tội đều đã nhổ. A-la-hán Bích Chi Phật tuy nhổ nhân duyên tội mà tập khí đang còn nên hoặc phải có lỗi. Phật đối với hết thảy pháp thường thành tựu trí tuệ biết khắp viên mãn, nếu không biết nên có lỗi. Như Xá Lợi Phất với 500 tỳ kheo du hành đến một ngôi chùa vắng ở lại đêm, lúc ấy gặp ngài thuyết giới, không biết việc nội giới ngoại giới thế nào mới bạch Phật. Phật dạy tại trú xứ chỉ ở một đêm rồi bỏ, thời không có giới. Lại một lúc khác, Xá Lợi Phất, Hục Kiền Liên cùng với 500 tỳ kheo lúc trở về lạ to tiếng ồn ào, Phật đuổi đi ra ngoài, ấy là miệng có lỗi. Lại như Xá Lợi Phất không biết phép ăn bình đẳng nên Phật của ông ăn đồ bất tịnh trái pháp. Như vậy là thân miệng có lỗi, các phiền não tập khí hít Phật sạch hết cho nên không có lỗi. Như vậy lại nữa, hết thảy thân nghiệp khẩu nghiệp của Phật đều hành theo trí tuệ cho nên thân không lỗi, miệng không lỗi. Do các nhân duyên như vậy nên thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi. Tâm khéo tu bốn niệm xứ suốt ngày đêm, khéo tu thiền định thâm sâu, tâm không tán loạn, khéo dứt dục ái và pháp ái. Đối các pháp, tâm không nhiễm trước được chỗ tâm an ổn đệ nhất. Nếu hữu tâm bồn chồn vội vàng thì niệm có chỗ quên mất, tâm Phật không có được mất, vì vậy nên không lỗi. Phật có túc mạng thông, ba minh, 10 lực, ba thứ trang nghiêm hiện nên niệm được thành tựu không lỗi, vì niệm phần nhiều dụng ở quá khứ. Lại nữa, niệm căn niệm lực vô biên vô tận nên niệm không lỗi. Lại nữa, hết thảy ý nghiệp của Phật hành theo trí tuệ nên niệm không lỗi. Mỗi mỗi niệm đều theo ý hành, như vậy gọi là niệm không lỗi. Như trong kinh trời hỏi nói: người nào không lỗi lầm, người nào không mất niệm, người nào thường nhất tâm, làm được việc đáng làm, chánh biết hết thảy pháp, thoát hết tất cả chướng, thành tựu các công đức, chỉ có một mình Phật không dị tưởng. Phật đối với chúng sanh không có phân biệt, không có tưởng xa gần dị biệt. Người ấy quý có thể nói cho, người kia hèn không thể nói cho. Như mặt trời xuất hiện chiếu khắp vạn vật, ánh sáng đại bi của Phật bình đẳng thương xót cứu độ hết thảy chúng sanh. Người cung kính, người không cung kính, oán thân quý tiện, tất cả đều bình đẳng. Như người hốt phân tên Ni Đà, Phật cũng hóa độ cho thành đại A La Hán. Như cư sĩ Đức Hộ làm hầm lửa bỏ độc vào đồ ăn muốn để hại Phật, liền trong ngày ấy được trừ 3 độc, diệt lửa tà kiến, như vậy là không có tưởng dị biệt. Lại nữa, đối với Xá Lợi Phất, Di Lặc Bồ Tát thuận theo Phật pháp tu
hành. Phật cũng không thiện ái đối với Đề Bà Đạt Đa, Phú Lâu Na, Ngoại Đạo, Lục Sư Tả Kiến, Phật cũng không ghét. Ấy là Phật huân tu tâm trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nên là báu ở giữa chúng sanh, như chân kim không thể làm cho biến khác được. Lại nữa, Phật dùng Phật nhãn ngày đêm sáu thời quán hết thảy chúng sanh, ai có thể độ, không bỏ mất thời. Phật bình đẳng quán chúng sanh nên không có tưởng dị biệt. Lại nữa, Phật dùng các nhân duyên khen thiện pháp, chê bất thiện pháp, tâm cũng không tăng giảm đối với hy thiện ác, chỉ vì độ chúng sanh nên mới có sự phân biệt, ấy là không có tưởng dị biệt. Lại nữa, như trong kinh Nhất Thiết Bất Hành nói, Phật quán hết thảy chúng sanh như thân mình, việc cần làm đã làm xong, không đầu không giữa không cuối, ấy gọi là không có tưởng dị biệt. Lại nữa, Phật quán hết thảy chúng sanh và các pháp từ xưa lại nay, không sanh không diệt, thường thanh tịnh như niết bàn, ấy gọi là không có tưởng dị biệt. Lại nữa, vào cửa pháp bất nhị là cửa các pháp thật tướng, dị tướng tức là hai pháp tức là tà đạo. Phật là người không dối pháp, không nên hành dối pháp, thường hành vào cửa pháp bất nhị. Dối pháp tức là dị tướng, như vậy gọi là không có tưởng dị biệt, không có tâm bất định. Định là nhất tâm không loạn, trong tâm loạn không thể thấy được sự thật, như nước dậy sóng không thể trông thấy mặt, như đèn giữa gió không thể soi tỏ. Do vậy nói Phật không có tâm bất định. Hỏi, định là từ vị đáo địa cho đến diệt tận định, và trong các định không thể khởi thân nghiệp khẩu nghiệp. Nếu Phật thường định, không có lúc nào tâm không định, thời làm sao du hành các nước đủ bốn oai nghi, vì đại chúng dùng đủ nhân duyên thí dụ mà thuyết pháp. Việc như vậy, tâm thuộc dục giới và ở phạm thế không vào định, mới có thể có việc ấy. Đáp, không có tâm bất định có nhiều nghĩa. Định là thường nhiếp tâm ở trong thiện pháp, Phật định ở trong các pháp thật tướng, không thối không mất, ấy gọi là không có tâm bất định. Lại nữa, ở trong dục giới có định, vào trong định ấy có thể thuyết pháp. Vì vậy nên trong A Tỳ Đàm nói, hệ thuộc dục giới có các công đức thủ diệu là bốn thánh chủng, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, vô chánh tam muội, nguyện trí, bốn trí vô ngại. Phật vào định ở trong dục giới nên gọi là không có tâm bất định. Các thành phần bích chi Phật từ định khởi dậy thì hoặc lại vào vô ký tâm, hoặc vào thiện tâm, hoặc thối lui vào cấu tâm. Còn Phật từ định khởi dậy liền vào định dục giới, không hề có lúc nào tâm tán loạn, do vậy nên gọi là không có tâm bất định. Lại nữa, như ở trong pháp thành văn, hóa nhân thuyết pháp thì hóa chủ không thuyết, hóa chủ thuyết pháp thì hóa nhân không thuyết. Phật thầy không như vậy, hóa chủ hóa nhân đều có thể đồng thời thuyết pháp, tâm định cũng có thể khác. Thành văn vào định thời không thuyết, Phật ở trong định cũng có thể thuyết pháp, cũng có thể du hành. Như tâm mật trong kinh Mật Tích nói, chư Phật tâm thường ở trong định, tâm cũng có thể thuyết pháp. Lại nữa, pháp làm tâm tán loạn là các kiết sử nghi hối. Phật không có các thứ đó, A La Hán tuy không còn nghi đối với lý tứ đế, nhưng đối hết thảy pháp chỗ chỗ có nghi. Phật đối với hết thảy pháp thường định không nghi, vì không có trí tuệ bất định. Lại nữa, thành phần còn có các phiền não tập khí, có thối pháp cho nên tán loạn. Phật đối với chỗ nhất thiết trí, trí viên mãn cho nên không loạn, như trong bình nước đầy, thời không động, không tiếng. Lại nữa, chỉ một mình Phật là không dối pháp, tối thượng giữa ba hạng người kiên cố, khổ vui, tâm không đổi khác, tướng nhất tướng dị, tướng sanh diệt, tướng đại thường, tướng đi lại. Các pháp tướng như vậy đều là pháp hư dối, pháp hòa hợp hư vọng làm ra. Phật an trú trong các pháp thật tướng nên tâm không có bất định, không bất định nên tâm không đổi khác. Lại nữa, trong năm pháp không thể nghĩ bàn, chúng sanh nhiều ít, nghiệp lực, long lực, thiền định lực, Phật pháp lực, Phật lại rất không thể nghĩ bàn. 18 pháp không chung ấy là tạng thuận thông của Phật, ai có thể nghĩ bàn được. Do vậy Phật không có tâm bất định, việc chắc chắn phải như vậy.